Thẻ xanh có thể bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đã từng kết hôn, có con và hiện tại đã ly hôn rồi không? Tôi năm nay 43 tuổi, đã từng có gia đình và có con 17 tuổi, hiện tại đã ly hôn. Mẹ tôi có thẻ xanh Mỹ, vậy mẹ tôi có thể bảo lãnh cho tôi và con tôi có được đi theo tôi hay không? Câu trả lời là, mẹ quý vị hoàn toàn có thể bảo lãnh quý vị và con của quý vị được đi cùng theo diện thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân, diện ưu tiên F2B. Dù trước đây, quý vị đã từng kết hôn, nhưng hiện tại quý vị đã ly hôn. Khi nộp hồ sơ bảo lãnh và trong suốt quá trình đợi hồ sơ bảo lãnh, quý vị luôn giữ tình trạng độc thân là được. Khi một thường trú nhân bảo lãnh cho con mà người con lại có con, tức là cháu ngoại, cháu nội, thì những người cháu này cũng được đi theo với điều kiện những người cháu này phải dưới 21 tuổi, chưa có gia đình, sau khi đã khấu trừ tuổi theo luật khấu trừ. Khi tôi nộp hồ sơ, con tôi đang 17 tuổi, nhưng đến ngày phỏng vấn, cháu đã 23 tuổi, thì liệu cháu có đi cùng được không? Tuổi của những người cháu dưới 21 tuổi được tính như sau. Lấy ngày visa đáo hạn dựa trên bản visa bulletin, trừ cho thời gian hồ sơ đợi ở sở di trú. Thời gian này được tính từ ngày ưu tiên cho đến khi hồ sơ được chấp thuận. Nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại, không được đi theo cùng gia đình. Giải thích rõ hơn, thí dụ như vào ngày visa đáo hạn, cháu bé được 23 tuổi, mà thời gian hồ sơ chờ đợi ở sở di trú là 3 năm. 23 trừ 3 bằng 20, nhỏ hơn 21, vậy cháu bé sẽ được đi theo cùng mẹ. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.